Xin chào quý vị và các bạn. Nhìn trên ảnh mây vệ tinh lúc 14 giờ chiều nay, tình trạng nhiều mây vẫn bao phủ các tỉnh thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội và cả các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Hà Tĩnh. Thậm chí mưa nhỏ và mưa phùn gia tăng hơn so với ngày hôm qua. Nguyên nhân là do khối không khí lạnh yếu tràn về lệch đông nên đã bổ sung thêm một lượng ẩm lớn cho khu vực Bắc Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, những luồng gió đông nam vẫn tiếp tục đẩy mây ẩm từ biển đi vào đất liền. Độ ẩm trong không khí vì thế tiếp tục duy trì ở mức cao và tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn được dự báo sẽ còn tái diễn trên khu vực. Tuy nhiên, những cơn mưa này sẽ tập trung chủ yếu trong khoảng thời gian đêm và sáng và vùng mưa thì cũng thu hẹp lại còn ở khu vực ven biển và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Trong khi đó, tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như là tại Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, thời tiết tạnh ráo hơn, thậm chí trưa chiều ngày mai có thể hửng nắng. Do vậy, nhiệt độ tại đây vào ngày mai có thể tăng lên mức trên 29 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển và Nam Đồng bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, mặc dù không có nắng, song trưa chiều mai mây mỏng dần và nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ, phổ biến ở mức từ 25 cho đến 27 độ. Riêng khu vực Tây Bắc Bộ chịu sự ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây nên nhiệt độ tăng nhanh, phổ biến trên 30 độ, một số nơi dễ chạm ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Với các tỉnh miền Trung, tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Hà Tĩnh trời còn nhiều mây và có sương mù về đêm và sáng nên phần nào ảnh hưởng đến các hoạt động giao thông trong thời điểm này. Còn ban ngày với quá trình mở trở lại của vùng áp thấp phía Tây thì trời giảm mây và nhiệt độ vào trưa chiều mai suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên so với ngày hôm nay, phổ biến ở mức là từ 30 cho đến 33 độ. Riêng một vài nơi thuộc vùng núi phía Tây như tại Tương Dương, Nghệ An hay là Khe Sanh ở Quảng Bình thì nhiệt độ có thể sẽ quay lại ngưỡng nắng nóng trên dưới 35 độ. Với các tỉnh phía Nam đèo Hải Vân thì thời tiết ổn định hơn với trời không mưa và có nắng với nhiệt độ phổ biến từ 30 cho đến 33 độ. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động du lịch trong dịp nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay và ngày mai, khối không khí biển tiếp tục lấn về phía Tây. Nó như một chiếc quạt khổng lồ thổi bay mây ẩm hình thành và phát triển. Vì thế toàn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn phổ biến ít mưa, nắng xuất hiện từ sớm, mặt đất bị hun nóng cả chục tiếng đồng hồ, đẩy nhiệt độ ở cả hai khu vực này lên ngưỡng cao. Ngày mai nhiệt độ tại Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ sẽ là từ 33 cho đến 36 độ. Trong khi đó, tại miền Đông, ngoại trừ Vũng Tàu, còn lại các khu vực khác nhiệt độ là từ 36 cho đến 37 độ. Nhiệt độ cao là vậy, trong khi độ ẩm trong không khí lại khá thấp, nhất là vào thời điểm từ 10 giờ trưa cho đến 15 giờ chiều, phổ biến dưới 60%, nên quý vị và các bạn cần đề phòng với các nguy cơ hỏa hoạn có thể xảy ra. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chỉ có gió duy trì ở mức cấp 3, cấp 4. Thời tiết vẫn phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thông thoáng nên tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Như vậy là các tỉnh Đông Bắc Bộ vẫn phổ biến nhiều mây và có mưa phùn nhỏ, trong khi các tỉnh Tây Bắc và vùng núi các tỉnh Trung Bộ nắng nhiều, nắng nóng cục bộ xuất hiện. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đối mặt với nắng nóng và khô hạn trên diện rộng. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 8 tháng 4 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc.